đang đi miền Tây về anh chị. Rồi, chào các bạn, chào anh chị và các bạn nha, chúc anh chị các bạn nhiều sức khỏe ha. Xem kênh nhớ like chia sẻ anh chị. Sẵn là trải nghiệm cho anh chị xem luôn. Đây là những chuyến đường, đây là cao tốc luôn, hướng về thành phố Hồ Chí Minh anh chị. Giờ chạy 60 mang. Anh chị. Rồi, em tạm ngưng video tại đây luôn anh chị ơi. Anh chị có xem kênh thì nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để tương tác nhiều video mới cho anh chị xem nha. Cảm ơn anh chị nhiều nha. Cảm ơn anh chị đã xem video, đã like nha, đã chia sẻ nha, đăng ký nha. À, đường cao tốc hướng về thành phố xe bữa nay hơi đông nha anh chị. Cái công gì? Đó. Ta đang đổ đất nè. Rồi, em giờ tạm ngừng video tại đây anh chị. Em trải nghiệm học đồ cho anh chị xem ha.